Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3, ngày 6 tháng 2 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 5, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 2, 9. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4414, 4214, 9008. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4995. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50308, 33314, 96752, 35752, 36786, 99001, 84518. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05709, 92311. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 01481. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 46778. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 295502. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 295502.